kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng xòe đôi cánh xòe đôi cánh tung cánh bay năm ba vòng tung cánh bay năm ba vòng em ngồi xem em ngồi xem chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô mình là bác tô đây và hiện tại trên vai mình là nagato trong cái update lần này thì dòng họ tô nhà mình đã được tăng sức mạnh nhiều lắm ha chẳng hạn như là kirito bây giờ tới là nagato rồi xong rồi um, trước đây thì là minato đó thì uh, ngày xưa thì game này ai cũng nói một cái nó rất là vô lý là mỗi lần mà mình update thì tướng mới ra thì nó mạnh vượt trội hơn so với tướng cũ nhưng mà trong update này thì nó lại ngược lại là những con tướng cũ bây giờ nó được up lên mạnh hơn tướng mới cho nên là đến bây giờ mình vẫn chưa review được bao nhiêu con tướng mới mà chủ yếu toàn review tướng cũ thôi uh, con nagato này khi mà được update lên thì bạn không phải là có update con nagato mà nó update cục ngọc này cho mình cái cục orb nè đó thì mỗi lần khi mà vừa đặt ra thì cái con Nagato sẽ được tăng 150% Dam và mỗi lần update là tăng được 900% đam. À, bởi vì con Nagato á, là nó có nó nó qua nhiều cái update cho nên là nó nó không được tăng tới ngàn mấy phần trăm chứ con này mà tăng một ngàn mấy phần trăm thì nó bá quá. Rồi thì trong video mình có rất là nhiều bạn vẫn còn hỏi là làm sao để có những cục ngọc này Thì thông thường các bạn sẽ đi những cái uh, rai hay những cái trai ồ chế độ extreme trên kia ha. Còn hiện tại thì những cái cục ngọc của những con này á là mình chỉ có thể lấy mình có thể lấy từ cái chế độ farming nè bạn đi trong đây ở level 50 trở đi bạn có thể đi được và đi trong đây rồi bạn có được những nguyên liệu như thế này bạn sẽ ráp lại được những cục ngọc này ha à, mấy cái nguyên liệu này thì bây giờ mình cũng không cần nữa chắc là để dành cho update sau mà thôi rồi thì bây giờ trở lại với con Nagato của mình anh em cũng biết á, là con Nagato ngày xưa cũng hay được dùng để đép đầu lắm là lý do là gì nè nó đánh đơn mục tiêu nhưng mà ba giây nó đánh một lần nó mà nâng cấp lên qua nhiều cấp đét thì thời điểm đó nâng lên đam nó cũng to đó. cho nên là dùng để đép đầu nó khá là ngon uhm, nói ba giây nó một lần các bạn sẽ nghĩ qua con Zuka này đúng không bây giờ nó cũng có ngọc rồi ba giây đánh một lần đánh đống băng tầm đánh cũng là 25 lăm à, nhưng mà có một cái gì nè con Zuka thì ban đầu rất là khó để đặt ra cho nên là thông thường mình sẽ dùng một con khác để đép đầu đó cho nên là 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 là, là, là cái cái, cái mình nên là cái con Nagato này là một cái mảnh ghép lại cuối cùng Giống như là một cái mảnh ghép dành để cho cái đội hình mà mình đi với cái chế độ extreme mà trong Tori ấy. Thì các bạn cũng biết đó là extreme trong Tori những con quái nó mạnh lên rất là nhanh nó khác so với lại Infinity cho nên là uh, trong infinity mình cảm thấy là nó dễ đép nhưng mà trong Xtream thì nó lại hồi lộn trong Xtream trong uh, Tori thì nó lại khác nó mà lên nhanh quá thì những cái con cái dạng như bạn đặt goku ra để đép đầu hay là lão hạt để đép đầu nhưng mà giai đoạn sau đép không nổi Đó. thì uh, trong video này mình cũng sẽ sử dụng goku hoặc là lão hạt để đép đầu uh, có thể là mình sẽ sử dụng Go... lão hạt đi anh em mình sử dụng lão hạt để cho nó, uh, nó 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 thể hiện được cái khả năng đánh quái bay của cái con nagato này luôn cho nó, nó nó đúng đúng tí ha anh em rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào trong ải mình đi ải tuyết nha còn cái như cái cái dạng mà đun gheo này thì nó khó quá biết sao không tại vì trước đây là mình đi cái này để nâng cấp con uh, diêm uh, trụ đấy thì bây giờ này là đi nâng này là để nâng cấp con kirito đúng không nó nó cho mình mấy cái ải khó khó vậy tới chừng có được những con tướng này á thì mình lại đi được ít dream. thôi thì mình đi lại để mình phục thù chứ ngày xưa đi nâng cấp con diêm sương trụ mình phải tốn tới hai ngày nữa anh em rồi thì uh, như mình đã nói rồi trong lần này chắc chắn mình sẽ sử dụng lão hạt để đép đầu những cái con tướng mà làm lại cục ngọc á khi mà đặt ra đam nó không to cho nên là mình sử dụng những con kia để đép đầu rồi sau đó mình sử dụng con này để đép giai đoạn giữa thì uh, đầu video mình cũng nói một cái là như thế này rồi là trong extreme uh, trong tori á, nó mạnh lên khá là nhanh cho nên là những con đép đầu tốt chẳng hạn như lão hạt với goku thì giờ sau đép cũng không nổi cho nên là phải sử dụng những con này chứ không phải là bạn sử dụng những con như lão hạt đi goku để đép là đép được luôn thì tới cuối game nó đép có nổi đâu lộn ở giai đoạn giữa đép đép thì nổi đó nhưng mà tốn khá là nhiều tiền luôn cho nên là mình nuôi những con búp tiền nó không tận lợi thành ra là sử dụng những con này nó sẽ ngon hơn đó mình nói là con này con kia thì không biết anh em hiểu không rồi thì đối với lão hạt này thì ổng đánh được ao e thì trong video trước mình cũng làm rồi á à, sau khi nét một quay mình cứ tiếp tục đặt cái con búp tiền ra rồi mình nâng lên rồi sau khi nét quay rồi mình sẽ đặt lão hạt ra sau ha đấy thì xuống lúc đó nó xuống tới đây nè mấy con đó có sáu trăm mấy máu à thì lão hạt đập một phát là chết luôn đây, đây xích xích lên trên cho nó lời hết ta rồi đây đặt một con búp tiền ra nè đấy đây ngồi nói chuyện nhiều quá hồi quên rồi nâng gấp lên sau khi mà nó xuống đây nó nét qua một quay là tôi nhớ lại hình như là nó nét qua một quay là tôi không đủ tiền nè Đủ 500 không ta Nếu mà đủ 500 bạn đặt con Nagato ra nó đép cũng không nổi đâu anh em biết tại sao Tại nó đánh được mục tiêu Như là đam lúc đầu nó cũng không đánh được á Đam nó cũng không có đủ to như có 400 mấy hay gì á 400 mấy đam thôi Rồi Cái này à, tôi nhớ là nét quay qua đủ không ta Mong là đủ 500 nha anh em à, Nét quay qua cộng 200 với cái này đó cộng 200, 200 mấy rồi đủ Đủ 500 luôn Đó bây giờ mình đặt cái này xích xích lên tí cho nó đánh lên trên vậy nè cho nó lời Trời sao tôi không đặt con lão hạt trên đây luôn Đúng là này ngáo rồi Thì chứ nhiều cái thấy vậy lát mình sẽ đặt thêm một con lão hạt ở trên đây nha anh em Rồi thì cái quay này nè Mình không quánh được quái bởi vậy anh em thấy không nãy anh đặt lão hạt lên đây ngon nè à. xích xác vô trong đây là được rồi bởi vì trong video nó có những cái sai sót để ra là xuống tới đây khi nó đánh được mấy con này mình có tiền Mình có tiền rồi cái mình nâng cấp cái con búp tiền ở cái quay 3 Vừa nãy qua quay 4 mình 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 nâng cấp ngon lành luôn Và bây giờ thì mình sẽ Thôi kệ nó Để về nâng cấp luôn thì đặt ra cũng không có lời bao nhiêu hết Chán mình thật sự luôn á anh em Chỉ có một cái mà đặt như vậy thôi mà bị lỗ Do mình bình luận mình ngồi mình bình luận xong mình quên rồi, rồi thì bây giờ thì chờ thôi với này mình sẽ xem máu những con quái là 800 1 000 1080 đúng không à, 1080 này 74 nó phải đánh hai phát mới chết cho nên lát mình sẽ đặt thêm một lão hạt ở đây để cho lão hạt đánh mấy con này ha để coi qua quay không qua quay rồi để đặt thêm một con ra đi nâng cấp lên luôn kệ nó rồi mình sẽ đặt một lão hạt ở đây nữa đừng để cho nó đánh hai phát đừng để lão hạt đánh hai phát mới chết một con quái rồi bây giờ thì những con này một hai máu nè cho nên là buộc cũng phải đặt hai lão hạt thôi thôi nãy giờ mình review lão hạt hay nagato vậy anh em ừ, nãy giờ tôi review lão hạt mà <laughs> rồi thì anh em cứ đợi một tí đi ha sau đó thì mình tiếp tục mình nuôi búp tiền khi nào cảm thấy hết ổn rồi mà nó nâng cấp đặt nagato ra khi nào không ổn khi những con quái này nó chạy xuống nó từ hai ngàn mấy máu trở lên là lúc đó là lúc mà chính thức là không ổn rồi anh em ôi qua một phát đi rồi không đủ tiền. Rồi bây giờ mình xem máu là những con quái là 1400. 1400 là lúc mà lão hạt vẫn cảm thấy ổn tại vì hai lão hạt là vẫn 2000 đam nha các bạn. Đó mình cứ mạnh dạng mình nâng cấp lên. Tôi là không có cái gì mà phải mà sắn hết trong pha này. Ê, vẫn là tư đúng không? Tôi vẫn còn canh được. Bây giờ Powerful bắt đầu xuống thì chọn nâng lão hạt hay nâng Nagato thì tôi chọn nâng Nagato đi ha. Ấy. Ấy ấy, mấy này sao trâu dữ vậy? ôi 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 à vẫn còn được anh em ơi đây nâng cấp một con này lên rồi sau đó tôi sẽ đặt nagato của tôi ra à, nagato đánh power full đó rồi tiếp tục thì đây dư tiền đặt thêm một con con zukia ra cho nó đóng băng ha anh em để cho nó hỗ trợ một tí thì pha này dạng dạng <laughs> bây giờ đặt zukia ra để đóng băng thôi Thật là Zuka ra để đóng băng thôi chứ mình nâng cấp lên thì Naga con Zuka nó làm hết rồi chứ không phải là Nagato nữa Ui chưa netway quay tôi tưởng nó là netway quay rồi chứ uh, à, Powerful 2 nó xuống Thì lần này tôi chắc chắn là sẽ nâng con Nagato đó, còn bạn nâng con lão hạt này kia thì nó tốn cái kém, kém rõ ràng hơn đúng không Lão hạt bạn nâng cấp lên 500 rồi bạn phải bỏ thêm 600 Còn Nagato chỉ cần hai lần vậy thôi Lần đặt ra 500 nâng cấp 350 nâng cấp 650 Ủa cũng như nhau ha gần như nhau hết rồi cũng không hơn bao nhiêu tiền hết rồi thì thôi kệ đó anh em uh, coi như là anh em được, chưa nghe tôi nói gì nha có thể là nhiều khi cái 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 cái, cái mít nó bị lỗi á <laughs> thôi được rồi đây uh, bây giờ đánh bốn ngàn máu nè bốn ngàn máu thì uh, là, 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 là 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 con um, con nagato nó là, là nagato này làm được hết ha. còn con zuka thì nó đâu có đánh được theo cái kiểu đâu đâu có nâng cấp lên để đánh được bao full đâu nâng lên nữa thì tốn kém quá ờ à, bây giờ tôi lại có tiền rồi bây giờ là quái bay nó xuống rồi tôi nhớ lại một điều là tự nhiên tôi nâng cấp này lên chi giờ tôi không có tiền quánh quái bay luôn rồi xong ai nét quay qua lẹ đi tôi sắp thua rồi đó anh em coi kìa nhìn những con quái bay nó chạy qua kìa Ơi, ơi bây giờ tôi phải tốn tiền dưới đây rồi rồi anh em thấy không nó nhảm hôn bây giờ tôi phải tốn quá trời tiền để thật một con dưới đây rồi thì uh, coi như là uh, pha đó là lỗi của tôi đi ờ ừ, lỗi tôi chứ lỗi ai nữa Bây giờ tôi sẽ nâng cấp mấy con nagato trong đây lên hai con búp coi như là trận này mình chơi ba con uh, búp tiền thôi cũng không chơi được nhiều nữa đâu nhiều pha nó lỗ thiệt, tức. Nó tức á. Rồi nét quay qua đi, chơi ba búp tiền thôi. Rồi cái um, này chắc là nâng cấp thêm một con Nagato ở đây tôi thấy là vẫn còn kịp, vẫn vẫn còn kịp. Bốn con búp tiền cũng được nữa. Đây là một pha cực kỳ tham vọng của tôi luôn. Đó, bây giờ là tôi sẽ nâng cấp con Nagato này lên cho nó đánh rộng rộng tí, đánh được quái bay luôn ha. Rồi qua um, quay 12 mình sẽ đặt thêm vài con búp tiền nữa Tham quá khi nào thăm hôm đây trời thấy con clone mười mấy ngàn máu rồi kìa Hên quá con Zukia nó đóng băng lại <laughs> Nó cứu tôi Rồi nâng cấp lên một phát nữa nè Đó đánh như vậy uh, rộng ra nè uh, Và được 13k đam video này xàm thiệt luôn anh em có <laughs> mấy pha rồi đúng xàm luôn rồi bây giờ là thôi 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 bây giờ như đây mình đặt thêm con nagato ra đi ha để ta tắt hiệu ứng cái đã lúc này mình phân dân á mình không biết là đặt búp tiền hay làm gì nhưng mà thôi bốn con búp tiền cũng tạm đủ rồi thì con nagato nó cũng không phải là giá nó quá cao đâu có bảy ngàn hai con nè, bảy ngàn hai một con sau khi mà nâng cấp được mấy con Nagato ở đây chắc tôi sẽ bán một con Nagato ở dưới à, Nên nay em thấy nãy giờ cái nhược điểm của con Nagato á, là vì lát nó đánh theo ao e theo hình dạng uh, hình nón mà 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 mình bây giờ á, mình đặt á, nếu mà mình đặt theo kiểu đánh hình chữ V á, là mình đặt trong đây thì nó ban đầu nó bị lỗ đúng không về cuối á, thì mình đặt ở trong thì nó phát huy được sức mạnh của nó nhưng mà giai đoạn đầu thì nó làm cho mình khó khăn hơn đó bây giờ hình nón ở trong đây tiện không đây nè rồi thì uh, chắc là video này mình sẽ không có tận dụng con uh, con uh, cái con uh, con zuki nhiều mà mình sẽ tận dụng con Nagato cho nên mình sẽ đặt râu đen đó Đây thêm một con râu đen đây nữa rồi bây giờ xuống đây nâng cấp mát những con Nagato của mình lên thì chứ video nó có những cái gọi là chịch chọt quá trời đủ thứ lỗi trong đây hết rồi bây giờ mình đặt thêm Nagato bốn Nagato nữa không bán nagato dưới đây xong bắt đầu mình bật, đặt thêm búp đam ra à, búp đam đặt đây đi đâu rồi búp đam đâu rồi ủa đây trời ơi thì chứ video này nó đủ thứ cái lỗi hết chán thật sự luôn á rồi đây thêm uh, hai con búp đam ở đây nữa rồi thì uh, con Nagato mình lúc này là được 55.000 đam tầm đánh là 35 đánh eo AOE hình nón và uh, 5 giây đánh một lần được rồi thì uh, nãy giờ các bạn cũng thấy về cái con Nagato này rồi đúng không là nó là một con mà khả năng dồn đam khá là tốt Tại vì rất là nhiều con không phải là con nào nó cũng có cái được cái 55 k đam mà 5 giây đánh một lần đâu Thông thường 55 k đam thì đi kèm với là 7 giây, 10 giây, 15 giây Thì con Nagato này thì nó đánh nhanh hơn Nhưng mà nhược điểm là anh em cũng thấy là tầm đánh nó chỉ có 35 khi mà nâng mát mà thôi Rồi 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 khi mình có thể mình sử dụng búp nằm lánh lên được đúng không Nhưng mà búp lên thì búp với con mà có 35 thì búp lên nó cũng đâu có hơn được bao nhiêu đâu cho nên là cái đó là cũng là một nhược điểm chí mạng mà những con mà đánh theo kiểu này nè aoe hình nón này thì búp đam lên công nhận thì nó rất là lợi nha thì lúc đó cái aoe nó nó sẽ mở rộng ra rất là nhiều luôn chứ không phải giống như là aoe vụ nổ giống như là uh, kuma hay là lão hạt búp lên thì có tăng tầm đánh mà không tăng được aoe đó thì đó là một cái cũng là cũng có một cái ưu điểm của nó đi còn về nhược điểm thì nó có rất là nhiều nhược điểm phải là khi mình nâng lên đánh được aoe thì các bạn cũng thấy không là đánh theo ao hay chữ V nè Nó chỉ có 25 thôi 25 à, Tốc độ đầm đánh là Tốc độ đánh là 5 giây một lần Thì rõ ràng nhiều khi mình đặt ở đây Mình đánh cho nó đánh theo đường thẳng á. Nhiều khi con quái nó chạy lọt qua luôn Đó Như con Zuka này mình để cho nó đóng băng ở giai đoạn này nè Nó được tới 7.300 đam Ờ hậu quan có 2.400 thôi Khi chưa búp đi Đó 2.400 đam mà 3 giây đánh một lần Thì nó sẽ đóng băng những con quái lại Nó giữ quái đồ nó làm được rất là nhiều thứ Rồi sau khi mình bỏ 2 rưỡi lên thì mình sẽ đánh được ao toàn phần và đó nó đóng băng rộng hơn dam nó cũng rộng hơn à, chỉ có một cái là ừ thì nó không đánh được bao, nên cấp để đánh Powerful 2 hai là khó đối với nó thôi nhưng mà mình có thể dùng sử dụng những con khác chẳng hạn như lão Hạt đánh Powerful 2 hai hoặc là mình sử dụng goku trong đội hình thì nếu đó thì có rất nhiều con nó có thể bù đắp lại được cho cái con nagato này cho nên á con nagato thì mình công nhận là nó có ngon đi à, nó giúp cho dòng họ tô mạnh hơn nhưng mà so với những con mà nó ngon hơn á Thì như là Zukia này kia thì con này nó không được tốt lắm đúng không Rồi về cái khả năng mà nâng cấp lên để đánh quái bay anh em thấy không Bây giờ mình phải bỏ ra tới 2 hai tiền nữa là bỏ rất là nhiều tiền để đánh được quái bay ừ, Rất là buồn cho dòng họ tô Nhưng mà thôi dù gì thì nó cũng ngon rồi ha anh em <laughs> à, Tại vì có những con khác nó ngon hơn Cho nên là mình sẽ cảm thấy nó không được ngon Chứ đợt ra là nếu không có những con khác ngon hơn nó thì nó là ngon nhất rồi còn gì Rồi thì trong game này lúc nào nó cũng có những con có những cái kiểu như vậy đó uhm, Cho nên là không phải là mình hâm mộ con nào là cái con đó nó phải là nhất đâu Nhưng mà không sao đợt này tôi hâm mộ Goku thì uh, đợt Hâm mộ hoạt hình Dragon Ball thì uh, bây giờ Dragon Ball tôi đang đứng đầu đó anh em Rồi thì uh, bây giờ mình sẽ kết thúc video rồi đây các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha